Quang Thái xin chào tất cả quý vị khán giả của chương trình Ống Kính Xoay được phát sóng trên kênh SCTV 14, kênh phim Việt. Thưa tất cả quý vị và các bạn, đằng sau những vai diễn trên sóng truyền hình, những nghệ sĩ của chúng ta vẫn có những niềm đam mê, vẫn có những sở thích riêng của họ. Và chương trình Ống Kính Xoay sẽ giúp tất cả quý vị hiểu hơn về một phần cuộc sống của họ đằng sau ống kính là như thế nào nhé. Đừng vội chuyên kinh, hãy cùng theo chân Quang Thái để xem khách mời của chúng ta hôm nay là ai nhé quý vị. Thì gọi bạn coi sao. Đây, đây. Alo. Em hả? Nhớ anh không? Không nhớ hả? Ủa sao kỳ vậy? Tự nhiên không nhớ. Anh em mình làm việc chung nhau rồi mà không nhớ. Alo. Em mà nhớ anh không? Nhớ à. Ủa chứ em bên đâu? Cái gì? Em bên thổ hả? Anh thổ hả? Đất nền giá rẻ hả? Rồi, xin lỗi nha, lộn số. À, tôi tưởng đâu số của em tôi. Rồi, lộn số mà. Gì chữ dữ vậy? Rồi, thôi nha, xin lỗi nha. Rồi, đất ơi. Sao em mình cho số này mà mình gọn được ta? Gì vậy? Làm gì mà lâu dữ trời. Trễ hết của người ta một phút. 346 minutes later. Bảo. Hello anh. Tức á. Ủa sao vậy? Làm gì anh hẹn mấy giờ mà giờ này mới tới? Trời ơi, em tới là em tới từ sáng giờ luôn, em tới trước anh luôn. Ủa vậy chứ lý do gì mà tại sao tới trước mà không chờ anh mà bỏ đi đâu vậy? Em đi mua nguyên liệu, ấy. Nãy giờ em đi ra trước mua trái sầu riêng nè. Cái này người ta chuẩn bị chu đáo hết luôn. Thơm ghê á, thơm. Không, thơm thôi, cái này ngửi thôi chứ không ăn nha. Không, vậy là lý do chính đáng được phép đi trễ nha quý vị. Dạ, cái này mình... Không, cái này đi sớm đúng giờ, bảo là đến chính là đi sớm đúng giờ nha. Tại vì là đi phải chuẩn bị mua nguyên liệu nè, chứ không có đi trễ. Anh là người đi trễ. Cuối cùng mình cũng là người giống như là mình có lỗi cho cái việc này vậy quý vị. Em nghĩ là sau cái đợt này em mốt mình hẹn mình rút kinh nghiệm, ví dụ như đúng cái giờ đó là đi đâu mua là hai đứa đi chung. Nói đi chung về nhiều khi anh đâu có biết lựa rành bằng em đâu. Em cái này giống như nghề của em mà sao anh lựa bằng em được mà đi chung giống như là vướng tay vướng chân em vậy. Ok quá anh nghe nói được làm bánh ăn cái anh khen em quá à. Thưa tất cả quý vị và các bạn, xin giới thiệu với tất cả quý vị và các bạn, nam diễn viên MC Lê Nguyên Bảo. À, cao 1m8 nha, đẹp trai nè, ăn nói dịu dàng dễ nghe, đạt chuẩn sói ca chứ quý vị. Mà đặc biệt á nha, Bảo có một cái tài lẻ mà rất nhiều người là không bao giờ làm được luôn, đó là nấu ăn mà còn làm bánh nữa. Bảo làm bánh hơi bị ngon á. Cái này là anh khen quá rồi. Không, anh khen thiệt chứ khen quá gì. Quý Bảo xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Ống Kính Xoay được phát trên kênh STV 14. À, ngày hôm nay cũng rất là vui khi được đồng hành cùng với anh Thái để giới thiệu nấu một cái món gì đó để gửi đến tất cả quý vị khán giả trổ tài một tí xíu ngày hôm nay. Quý vị ơi, nghe giới thiệu thôi đã thấy ngọt ngào rồi không quý vị? Bởi vậy tại sao một con người ngọt ngào như vậy mà không làm bánh thì tiếc quá, đúng không? Mà ngày hôm nay thì Quang Thái và Nguyên Bảo á, hai anh em có hẹn với nhau á vào bếp để cho Bảo trổ tài làm bánh. Nhưng mà trước khi mình vào bếp mình làm bánh thì mình cũng phải đi chuẩn bị, mình phải đi sắm sửa mua một vài nguyên vật liệu để vào bếp chứ. Trước khi làm thì anh em mình cùng đi ha. Ok, bây giờ xin mời tất cả quý vị khán giả hãy cùng theo chân Thái và Bảo chúng ta đi siêu thị nhẹ cái nè, sắm sửa sơ sơ để mình làm bánh. Đi. Nghe mùi không? Nghe mùi. Hít xong mùi này mập lên 2kg luôn. Thôi cái đó hơi buồn thôi nha. Mà nhìn cũng bắt mắt ha. Anh thề với em đi nha, đây là lần đầu tiên trong 30 mấy năm cuộc đời của anh mới vô một cái cửa hàng làm bánh như thế này. Thiệt vậy luôn hả? Thiệt. Rồi thì thôi, ngày hôm nay lần đầu tiên vô thì tí xíu em sẽ giới thiệu cho anh muốn mua cái gì, muốn làm cái gì. Thì em lấy cái kinh nghiệm của mình đem chia sẻ cho anh. Nhưng mà khoan, trước khi mình đi làm bánh thì chương trình Ống Kính Xoay sẽ có một thử thách dành cho em. Cái đây. Gì mà khó vậy? Thôi, anh nghĩ là dẹp qua cái này đi anh. Sao dẹp được?
người ta tới đây là người ta chơi mà. Không phải không bị, không phải cái xe, không phải tiền luôn. Thôi vậy thôi em không nhận, không phải cái này nguy hiểm đó. Không, phải nhận, em phải nhận đây. Đó, thử thách cùng ông Kinh Xoay. Sợ. Thật sự thì anh cũng chưa biết trong đây là cái gì. Bây giờ anh mở ra anh coi cái nghe. Cái gì mà bí hiểm chứ gì ta? Tiền. Tiền nhưng mà thật sự là nó có tí ti thôi. Có tí ti. Và thử thách dành cho Nguyên Bảo ngày hôm nay á là với cái số tiền tí ti này nè, anh không cần biết em làm gì, em lựa nguyên liệu và dụng cụ như thế nào, mà em phải cân đo đong đếm làm sao để vừa đủ với số tiền này. Một là vừa đủ, hai là thấp hơn chứ không bao giờ được vượt quá. Em cũng định là hôm nay em sẽ trổ tài làm bánh rét sầu riêng à. Mà ví dụ như anh đưa có 200 ngàn, mà hồi nãy em đã mua trái sầu riêng hết 200 ngàn rồi, thì còn lại đâu mà em mua những cái khác, đúng không? Bây giờ bật mí cho em là trong đây bao nhiêu tiền để em biết. Thôi anh không bật mí một để lát. Để em biết là em quyết định có đi về không. Anh không bật mí nhưng mà một hồi để em coi em tự biết nha. Hôm bữa này đã hỏi rồi quý vị, Quyên Bảo hỏi là tới cái này là tới là mình chơi công bằng đàng hoàng, là chia sẻ này kia thôi được. Chứ không có thử thách nha. Ok, em không bao giờ có thử thách. Ngày hôm nay vừa vô tới đây móc cái thử thách ra. Rồi mở ra coi, nhắm chừng sao nè. Anh còn không tin nữa mà. Em lì xì anh nè. Em xì luôn. Em tặng luôn trái sầu riêng nè. Thôi anh không biết đâu, em làm sao em làm đi. Rồi em không tin. Bây giờ luôn em quá phải đi lựa. Suy nghĩ coi bây giờ với cái số tiền rất lớn em sẽ mua được cái gì ta? Thì trong những cái nguyên liệu mà em chọn thôi, nó vẫn có những cái option mà. À hồi nãy thì em đã mua trái sầu riêng rồi, em một cũng trái sầu riêng rồi nè. Nếu bây giờ em sẽ quyết định như thế này, nếu như mà tí xíu mà mua mà vượt qua cái số tiền này á, thì cái tiền trái sầu riêng lúc nãy em sẽ tặng cho anh. Em tặng luôn, em không tính cái tiền trái sầu riêng vô được không? Đồng ý không? Trời ơi, khách mời bữa nay sạp quá. Với một người mà chưa biết làm bánh nè, chưa biết gì về bánh hết. Đó, có như giới thiệu từng bước để anh chuẩn bị để làm cái món bánh rap của em. Nếu như mà với những người mà chưa biết làm bánh như anh Thái á, thì chúng ta sẽ tập làm những cái bánh mà nó đơn giản trước đi. Ví dụ như là bánh crepe nè, bánh bông lan nè, bánh cookie. Nó có nhiều loại, mỗi loại nó sẽ có công thức làm khác nhau. Ví dụ như ngày hôm nay thì em chọn cái bánh crepe, bởi vì em biết là anh Thái cũng chưa bao giờ làm bánh đúng không? Đúng rồi, chưa. Thì nó cũng sẽ rất là dễ cho mình, mà cái việc là anh chỉ cần là pha bột, rồi mình cho cái thời gian là bột nghỉ để bột nở ra. Anh khuấy bột xong, anh chỉ cần chiên cái vỏ bánh lên. Còn cái phần mà cái kem bánh bên trong á, ngày hôm nay mình sẽ mua một cái loại mà gọi là topping à. Ở đây người ta bán sẵn. Mình về xong rồi mình đánh cho nó bong kem lên. Rồi mình lấy cái sầu riêng tươi của mình mua lúc nãy á, thì mình làm nhân. Thì cũng khá là dễ cho anh ngày hôm nay. Thì nói thì ai nói không được. Bây giờ phải làm mới khó. Nhưng mà em nghĩ là nếu như anh đã có thử thách cho em rồi, thì hôm nay em cũng có thử thách cho anh. Thử thách gì? Bây giờ em sẽ đi mua nguyên liệu rồi. Một tí xíu em cũng sẽ chỉ bài bản từng bước 1, bước 2, bước 3. Nhưng mà người làm là anh chứ không phải là em. Hơi lo á. Hoặc là em với anh sẽ làm chung để coi cái thành phẩm ngày hôm nay như thế nào. Thì chắc chắn em sẽ hơn rồi đúng không? Rồi. Nhưng rồi mà em muốn là ngày hôm nay anh phải trổ tài. Đó. Thôi rồi bây giờ mình đi mua đồ nha. Rồi đi mua đồ nè. Đi. Đi mua đồ nè, đi mình tâm sự tiếp nè. Vậy là Bảo làm bánh cũng được 6-7 năm này ha. Dạ đúng rồi. Mà 6-7 năm nay hầu như là em tự học làm bánh thôi nha. Không ai chỉ hết. Tại vì thích. Ví dụ nếu như mà em thích một cái loại bánh nào đó, em sẽ lên mạng, em lên trên YouTube, em sẽ coi cái công thức. Xong rồi bắt đầu mình về mình làm lại. Nhưng mà mình làm ví dụ một lần, hai lần, lần thứ ba là mình sẽ ra được cái công thức riêng của mình. Ví dụ như mình biết thêm cái nào một chút, bỏ bớt cái nào một chút lại ra được cái công thức. Ví dụ như anh thấy bây giờ nè, em rất là nhiều công việc. Rồi em làm MC, rồi đi diễn. Rồi cái thời gian đâu mà em dành cho cái sở thích của em? Cái này nó cũng khó lắm, nói chung là hầu như là em rảnh là em thích làm bánh. Em rất thích làm bánh luôn, ví dụ như rảnh, ví dụ tranh thủ 2 tiếng, 3 tiếng là cũng thích làm bánh. Hoặc là em đi siêu thị hay đi bất kỳ một cái chỗ đó, em thấy cái chỗ đó bán bột làm bánh hay là bán những cái dụng cụ làm bánh là em mua sẵn. Em để sẵn ở nhà, rảnh một cái là vô làm liền. Thấy Nguyên Bảo có kinh doanh trên mạng bán online nha quý vị. Quý vị mà muốn ăn bánh của Lê Nguyên Bảo thì cứ vô trang Facebook của bạn ấy. Rồi nhắn tin cho bạn ấy muốn ăn bánh gì là có hết á. Vô Facebook Bảo là có. Thật sự là lúc nào rảnh thôi. Tại vì cái này là một cái thú vui và một cái phụ của mình thôi, chứ công việc chính của mình vẫn là MC và diễn viên. Trong thời gian mà nghỉ dịch vừa qua thì thật sự thì tất cả công việc ai cũng bị trì hoãn, ai cũng bị nghỉ hết trơn. Những cái lúc đó rảnh, thứ nhất là làm rất là thích. Và làm nhiều khi mình làm ra mình được bạn bè đồ ủng hộ rất là nhiều. Như đi quay vậy có vai diễn nào mà liên quan tới cái đầu bếp không?
đầu bếp hả? Đầu bếp về vai diễn thì em thấy là hình như chưa có liên quan tới đầu bếp. Nhưng mà nói về những cái chương trình mà về MC, về làm bánh và những cái chương trình về ẩm thực thì hầu như em tham gia cũng khá là nhiều. Đúng rồi, mở lên là thấy hết rồi. Không được mà Liên Bảo đâu. Chắc là cũng có duyên á, ví dụ những cái chương trình mà làm chung với những cô chú, những anh chị mà đầu bếp chuyên nghiệp á, thì những chương trình đó em sẽ làm MC. Bởi vì đôi khi mình cũng biết chút chút, mình cũng biết về nguyên liệu, biết về cách thức nên mình hỏi chuyện nó cũng dễ hơn. À, bây giờ mình chọn đủ chưa? Đủ chưa? Còn thiếu gì nữa không? Cũng khá là đủ rồi đó, mà em nghĩ không biết là cái số tiền thì... Thôi anh không biết cái đó, anh không biết cái đó là thử thách của chương trình. Nhưng mà em nghĩ chắc đủ, tại vì em cũng có tính toán trong đầu rồi. Ví dụ như cái Topping Dream này thì cũng khoảng 100.000 đi, không tới 100.000 đâu. Cái này là em chọn một cái loại màu thực phẩm là được phép sử dụng trong thực phẩm nha. Và tí xíu em sẽ làm cho bánh của mình nó đa màu sắc hơn. Được phép nha. Được phép, cái này là màu nước. Đó, màu nước thực phẩm. Nhà con anh cũng màu nước, nó tô màu dữ lắm đó nghe. Thôi anh ơi, đó, cái đó là tô màu khác, cái này là đồ ăn khác. Rồi, tiếp nè. Cái này là một hộp sữa tươi. Thì tầm 30 mấy ngàn. Một bịch bột mì siêu rẻ 10 ngàn. Trời ơi, bột mì siêu rẻ luôn hả? Dạ đúng rồi, 10 ngàn. Gì rẻ vậy, nó có 10 ngàn hả? À, tại vì em tính mua cái loại bột mì 50 ngàn rồi mà tại vì kinh phí eo hẹp quá. Rồi cái này là một hộp bơ. Cái này nãy giờ chắc cũng tầm hơn 200 ngàn. Thôi anh không biết. Em mua dưới thì em hoàn thành thử thách, mà em mua trên là em tự móc tiền túi. Nhưng ra nha. Nhưng mà em chắc chắn là em móc tiền đâu, túi rồi. Giờ đi tính tiền đi. Thôi không biết nói nhiều. Ủa gì kỳ vậy trời. Thì bây giờ đưa cái số tiền này là giờ sao? Thì có không dám luôn, mốt mà Thái mà gọi làm gì là phải sợ lắm. Phải e dè trước mọi người ơi. Ủa đâu rồi, Thái ơi. Trời ơi, tôi đi làm bánh mà tôi mất người em của tôi rồi, lạc mất em rồi, Bảo ơi. Over quá. Ông trời quá ha. Nãy giờ làm lố, anh làm gì vậy? Thì anh đi kiếm em á. Kiếm nãy giờ anh thấy là đi qua cũng 2-3 quầy đó. Giờ này em đứng sau lưng anh á. Ủa sao kêu? Anh thấy lố quá, em né luôn chứ gì á. Trời ơi, cái gì đâu thiệt tình luôn á. Trùm lố hay sao á. Thôi bây giờ mình ra tính tiền đi. Bớt xàm. Bớt xàm. Nha. À, bao nhiêu tiền chị? 107 ngàn. Dạ. Người ta tính hết rồi. Không dễ ăn đâu. Không, cái này mình cứ cộng vô cái tiền mà tiền đường hoặc là tiền mấy cái mà quên. Em mua nữa. Không lời đâu. Không lời ha. Dạ, trái sầu riêng 200. Trái sầu riêng đã 200 rồi. Chúc mừng Lê Nguyên Bảo đã hoàn thành xong cái thử thách đầu tiên ở chương trình Ống Kính Xoay đưa ra cho bạn ấy. Nhưng mà khoan vợ mừng nha. Vẫn còn cái thử thách thứ hai mà chương trình muốn dành tặng cho bạn. Thử thách hoài luôn bạn. Thử thách hoài chứ. Và quý vị ơi, quý vị muốn biết là Lê Nguyên Bảo có hoàn thành cái thử thách thứ hai tốt hay là không á, thì quý vị nhớ đón xem số sau của chương trình nhé. Dạ bây không, giờ... số này em đi về rồi. Không, bây giờ mình phải chào nè. Còn bây giờ thì Quang Thái và Nguyên Bảo xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn. Chạy đâu cho thoát.